đông lợn này trong mồm. Quá hay nha, đừng lắm rồi anh cậu, quá hay, vẫn còn. Ui, đây là trận giữa mười lăm chín. Ui, quá hay. Năm, đây là trận đấu giữa Hưng Con và anh Minh và anh Tuấn Anh. Trận đấu này 16-10. Quá hay. Ok, chào tất cả anh em. Chào 50 người đang xem. Anh em thấy hay thì anh em chia sẻ video lên chợ Cô Lông đi. 17-11. Đập như ném tạ, ném gạch. Chào tới 60 người anh xem nhé. Anh em giúp em chia sẻ video đi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Thank you.
Thì vào túi 6 kéo này.